Chào mừng các em học sinh đến với tiết học âm nhạc sáo sách Chân Trời Sáng Tạo. Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề 1, tiết 2 với nội dung nhạc cụ, tiết tấu, bài thực hành số 1, đọc nhạc, bài đọc nhạc số 1. Thầy mời các em cùng khởi động cho tiết học. Chúng ta hát kết hợp vỗ tay theo nhạc beat karaoke bài hát Mùa Khai Trường, nhạc và lời Phan Việt Phương. Nội dung 1, nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 1. Thầy mời các em cùng đi luyện tập và thực hành cho hai mẫu tiết tấu sau. Mẫu tiết tấu A được viết ở nhịp 2-4 và có hai ô nhịp. Mời các em quan sát lên màn hình. Chúng ta thấy ô nhịp đầu tiên có âm hình nốt đen và dấu lặng đen. Ô nhịp thứ hai có hai hình nốt đen. Sau đây, thầy mời các em nghe thầy đọc âm hình tiết tấu mẫu A. Đen, lặng, đen, đen. Đọc lần hai. Đen, lặng, đen, đen. Mời các em đọc mẫu tiết tấu A. Bắt đầu. Đen, lặng, đen, đen. Đọc lần hai. Đen, lặng, đen, đen. Sau đây, thầy mời các em đọc kết hợp gõ tiết tấu. Chúng ta lưu ý ở ô nhịp thứ nhất.
Nốt đen đầu tiên các em sẽ vỗ tay. Dấu lặng ở ô nhịp thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện xòe hai bàn tay ra. Ở ô nhịp thứ hai, nốt đen đầu tiên chúng ta vỗ tay và nốt đen thứ hai chúng ta cũng tiếp tục vỗ tay theo phách. Mời các em cùng thực hiện. Thực hiện lần hai. Thực hiện lần ba. Mẫu tiết tấu B được viết ở nhịp 2-4, có hai ô nhịp. Các em quan sát lên màn hình, chúng ta thấy ô nhịp đầu tiên có hai hình nốt đen. Ô nhịp thứ hai có hình nốt đơn và hình nốt đen. Sau đây thầy mời các em nghe thầy đọc mẫu tiết tấu B. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Các em nghe lại. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Thầy mời các em đọc tiết tấu mẫu B. Bắt đầu. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Đọc lần hai. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Sau đây thầy mời các em đọc kết hợp gõ tiết tấu. Các em quan sát lên mẫu tiết tấu ở trên màn hình. Ô nhịp đầu tiên có hai hình nốt đen, chúng ta sẽ vỗ tay. Thực hiện động tác vỗ tay các em nhé. Ở ô nhịp thứ hai, hai hình nốt đơn và một hình nốt đen. Ở hình nốt đơn, các em sẽ thực hiện vỗ tay lên đùi. Và hình nốt đen cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện dẫm chân phải. Sau đây, mời các em cùng luyện tập. Các em thực hiện lần hai. Thực hiện lần ba. Sau đây, thầy mời các em luyện đọc tiết tấu kết hợp chơi động tác tay chân hay còn gọi là body percussion để vận dụng vào gõ đệm cho bài hát Mùa khai trường. Chúng ta sẽ thực hiện mẫu B để gõ đệm cho bài hát. Ở hai hình nốt đen ô nhịp thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện động tác vỗ tay. Ở ô nhịp thứ hai, hai hình nốt đơn, chúng ta sẽ vỗ tay lên đùi. Và nốt đen cuối cùng ở ô nhịp thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện động tác dậm chân. Mời các em cùng luyện tập. Các em thực hiện lần hai. Vận dụng chơi động tác tay chân cho bài hát Mùa khai trường, nhạc và lời Phan Việt Phương. Các em lưu ý, chúng ta sẽ bắt đầu từ phách mạnh ở chữ sang. Mời các em cùng thực hiện. Trên vai vui tay lắm, em vui tay trường. Chào
2. Đọc gam đô trưởng. Thầy lưu ý các em học sinh, chúng ta đọc gam bắt đầu từ nốt đồ, các em đọc lên tới nốt đố và ngược lại, đọc từ nốt đố xuống về lại nốt đồ. Sau đó chúng ta sẽ đọc trục âm đồ, mi, son, đố và chúng ta đọc ngược lại đố, son, mi, đồ. Mời các em cùng luyện đọc gam đô trưởng. Tiếp theo, thầy mời các em cùng luyện đọc quãng 2 dựa theo gam đô trưởng. Lưu ý chúng ta đọc đi lên, sau đó ngược lại, đọc đi xuống. Mời các em cùng thực hiện. Luyện tập âm hình tiết tấu. Mời các em quan sát lên màn hình. Chúng ta thấy âm hình tiết tấu trên được viết ở nhịp 24 và có 4 ô nhịp. Ô nhịp thứ nhất có 2 hình nốt đen. Ô nhịp thứ hai có hình nốt đen và dấu lặng đen. Ô nhịp thứ ba giống như ô nhịp đầu tiên, có 2 hình nốt đen. Ô nhịp thứ tư giống như ô nhịp thứ hai, có hình nốt đen và dấu lặng đen. Sau đây, thầy mời các em nghe đọc âm hình tiết tấu. Đen, 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 lặng. Đen, 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 lặng. Mời các em nghe lại. Đen, 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 lặng. Đen, 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 lặng. Thầy mời các em cùng luyện đọc âm hình tiết tấu. Bắt đầu. Đen, 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 lặng. Đen, 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 lặng. Mời các em thực hiện lại. Đen, 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 lặng. Đen, 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 lặng. Tiếp theo, thầy mời các em đọc kết hợp vận động, chơi động tác tay chân cho âm hình tiết tấu trên. Lưu ý, chúng ta sẽ thực hiện 3 động tác. Động tác thứ nhất, các em sẽ vỗ đùi vào ô nhịp thứ nhất, 2 hình nốt đen. Động tác thứ hai, chúng ta sẽ vỗ tay vào ô nhịp thứ hai, nốt đen. Dấu lặng đen thì chúng ta sẽ xòe bàn tay ra, đó là thời gian nghỉ. Ở ô nhịp thứ ba, 2 hình nốt đen kế tiếp, chúng ta sẽ thực hiện dậm chân trái và dậm chân phải. Ở ô nhịp cuối cùng, nốt đen, chúng ta sẽ vỗ tay và dấu lặng đen, chúng ta sẽ xòe tay ra. Thầy mời các em cùng luyện tập. Mời các em nghe giai điệu bài tập đồng nhạc số 1.
tập đọc nhạc từng câu. Tập câu 1. Mời các em nghe giai điệu. Mời các em đọc nhạc theo giai điệu. Chúng ta cùng đọc lại câu 1. Tập câu 2. Mời các em nghe giai điệu. Mời các em đọc nhạc theo giai điệu. Chúng ta cùng đọc lại câu 2. Mời các em ghép câu 1 và câu 2. Lưu ý, chúng ta sẽ đọc 2 lần. Mời các em thực hiện. Đọc nhạc đúng cao độ và trường độ. Lưu ý, chúng ta đọc 2 lần. Mời các em thực hiện. Vận dụng đọc nhạc kết hợp chơi động tác tay chân. Lưu ý, chúng ta thực hiện 2 lần. Trình bày hoàn chỉnh bài đọc nhạc số 1, kết hợp chơi động tác tay chân theo nhạc đệm.
tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em học sinh về nhà luyện đọc nhạc số 1 kết hợp gõ đệm, hát bài hát mùa khai trường kết hợp chơi động tác tay chân. Đặc biệt các em về nhà đọc trước và tìm hiểu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Thầy chào và tạm biệt các em.